Hai người đang làm gì vậy? Em tôi có chút chuyện cần hỏi mẹ do anh Mu vậy mà. Em nhớ biết vậy nha. Dạ. Ô, khoan đã nào, ở đây chút đi mẹ do anh Mu à. Hả? Anh có một chút chuyện cần phải nhờ em giúp đỡ đó. Dạ được rồi, anh cứ nói đi. Anh từng nói là anh đang dạy gôn cho hai cô con dâu của khách sạn Gu Sông, có đúng vậy không? Dạ dạ. Vì vậy nên là với mấy cô con dâu đó, em nhớ giữ bí mật về việc mà anh và em đang sống ở trong nhà trọ này nha. Sao? Nếu giám đốc Oh In-suk hay là phu nhân Do-do-hi có hỏi, em cứ nói chúng ta không quen biết gì nhau hết, có hiểu không? Sao vậy? Bởi vì nếu nếu em nói ra bây giờ thì anh sẽ khó xử, để thời gian trôi qua cho đến lúc mà có thể nói ra được thì khi đó anh sẽ nói cho em nghe. Vì vậy nên là nếu có ai hỏi về anh thì em hãy nói là không biết anh nha. Anh nhờ em đó. Dạ được, em sẽ làm vậy. Khoan đã. Với lại chuyện mà anh nhờ em lúc nãy, em nhớ là không được nói với ai đó nha. À, là đúng rồi, đúng là mẹ của Doanh Mu rất hiểu chuyện. Dạ. Đó. Ngủ ngon nha. Dạ, ngủ dạ, ngon. Có giấc mơ đẹp. Ngủ ngon. Sao ai cũng kêu mình giữ bí mật vậy ta? Hê Chun à, con về trễ quá. Sao mẹ phải làm vậy? Ừ. Là chuyện thư ký Cung. Tại sao mẹ kêu quấy giao tranh nhưng mà lại nói với nhân viên bảo an là mẹ không có làm hả? Mẹ cố tình khởi động hệ thống cảnh báo có phải vậy hay không? Đúng rồi, là mẹ đã đùa giỡn đó. Làm như vậy là sai sao? Mẹ à, mẹ thấy rất tức giận và khó chịu khi cô ta là nhân viên khách sạn, chồng cô ta biển thủ, sau đó còn tự tử. Một nhân viên đã gây thiệt hại lớn nhưng mà lại tuyển vợ người đó vào công ty. Chuyện này sao có thể chấp nhận được chứ? Rõ ràng là không hợp lý. Dù là vậy đi chăng nữa, tại sao mẹ có thể đổ tội ăn trộm cho một người không có tội như vậy được chứ? Chuyện lần này không phải là cách cư xử đúng đắn đâu, không giống mẹ chút nào. Là mẹ đã sai rồi, mẹ xin lỗi con. Tại sao mẹ phải xin lỗi con chứ? Vậy thì sao? Ý con là muốn mẹ xin lỗi thư ký Gum hả? Nhưng đúng là mẹ đã làm sai mà. Mẹ biết rồi, mẹ làm. Được chưa? Phó giám đốc Son, nghe nói mẹ thân thiết với ông ấy lắm. Tại sao lần trước mẹ nói với con là mẹ không quen biết ông ấy chứ? Khi con thuyết trình ở khu nghỉ dưỡng, con đã thấy ảnh hai người điều tra khảo sát thực tế. Mới đây con cũng được nghe là phó giám đốc Son giúp đỡ mẹ rất nhiều việc của phòng trưng bày này. Nếu mẹ nói mình thân thiết với cấp trên của nhân viên vừa tự sát có gì tốt? Chỉ khiến ông của con để ý mà thôi. Thật sự chỉ vậy thôi sao mẹ? Chứ còn gì nữa? Con đã nhắn lại cho phó giám đốc Son nên là ông ấy sẽ sớm liên lạc lại thôi. Hay lắm. Vậy hãy gọi cả thư ký Cầm nữa. Được chưa? Mình đã vất vả sinh nó ra rồi nuôi nó lớn, vậy mà giờ lại đi chất vấn mình. Đúng là hết nói nổi mà. Để xem, mình phải gọi cho phó giám đốc Son thôi. Điện thoại đâu rồi ta? Ôi trời đất ơi, tôi cũng không biết là nó đây. Tôi quên bén đi mất. Nhưng mà được nhìn thấy mặt anh là tôi thấy ổn hơn rồi. Rốt cuộc con bé đang ở đâu mà giờ này còn không chịu gọi về nữa. Mẹ à, bây giờ là mấy giờ rồi? Con đang ở đâu? Con đang ở Chon-an. Chon-an hả? Sao giờ này con lại ở đó chứ? Anh Uche đang tham gia thi đấu lượt cuối ở đây nên con đã chạy xe xuống để động viên anh ấy một chút. Sao con ăn nói đàng hoàng vậy? Ở vòng 1 anh Uche đã được hạng nhất đó mẹ. Mở miệng ra là 1 Uche, 2 Uche. Có vẻ bây giờ con đang vui lắm ha? Tất nhiên rồi, giống như trước. Nhanh quay về đi, nếu con qua đêm ở ngoài thì không tốt đâu. Vì Uche nhà con cũng cần nghỉ ngơi nên con cũng đang định về. Vậy nha mẹ, con cúp máy đây. Mẹ của em sao? Mẹ nói nếu qua đêm ở ngoài thì không tốt. Vậy mau về đi, bây giờ về tới nơi chắc cũng phải 12 giờ đó.
hay là em ngủ ở đây rồi khiến cho người ngoài nói ra nói vào thật luôn nha. Hedy à? Em biết rồi, em chỉ nói vậy thôi mà. Hôm nay em thấy vui lắm luôn đó. Cảm ơn anh vì đã để cho em biết sự lựa chọn của em là đúng đắn. Cô Nahiri, không phải là bây giờ em nghĩ đã hơi sớm rồi sao? Phải tới vòng cuối mới biết được chứ. Dù anh không chiến thắng thì hôm nay em cũng đã được thấy thực lực của anh rồi. Nhiều đó là đủ rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em không bị thất vọng nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Cô Ban ơn chi, chúng tôi gửi tin nhắn đề nghị cô thanh toán số nợ qua bưu điện rồi. Mong cô sớm thanh toán. Lại bắt đầu nữa rồi. Mình giờ không khác gì đậu phộng bị rang trên chảo nóng. Cho đến lúc đó, bầu không khí vẫn rất là tốt. Anh ngủ rồi hả? Ừ, ngủ rồi, tôi đang ngủ, cô đừng có vào. Ôi, ôi trời, đúng thật là. Tôi nói rõ ràng trước nha, nếu cô lại mượn tiền thì ra ngoài ngay đi. Đúng là nhanh mắt quá đi mà. Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói đến tiền. Trước tiên anh uống cái này đi. Nè nè. Ôi trời. Cũng nào. Thiệt là. Ôi trời ơi, ngon quá. Nếu như cô không muốn chết vì chứng nghiện rượu ở phòng trọ này thì cô bớt uống rượu lại giùm tôi đi. Đến giờ trong số khách trọ hiện đang còn ở đây, chắc tôi sẽ là người sớm vỗ cánh bay đi sớm nhất. Cô đang tự tin quá đáng có đúng vậy không? Tôi đã nhận được lời cầu hôn rồi. Hả? Ồ, quá đỉnh. Thử nói thân thế của người đó xem, anh ta làm nghề gì, tuổi tác ra sao hả? Tuổi tác thì có chút, không phải chút, mà là chênh lệch nhiều so với tôi đó. Ồ, lần trước cô nói chỉ cách 20 tuổi là được mà. So với 20 có chút cách biệt hơn. Chắc chắn không thể nào ít tuổi hơn cô được đâu. Tất nhiên là nhiều hơn tôi rồi. Ồ, nhiều hơn 20 tuổi hả? Ừ, ông ấy vẫn đi lại được có đúng không? Anh đang nói cái gì vậy? Thực tế là hơn 70 rồi. Tôi cũng thấy cả phiếu kiểm tra sức khỏe đó. Ồ, vậy thì còn cái này có nhiều không hả? Rất đỉnh. Dù là anh đang nghĩ bao nhiêu cũng đều nhiều hơn. Thật hả? Tất nhiên. Tuyệt vời. Tôi có nên đồng ý hay là không? Tuổi của cô hay tôi đều không còn ít nữa đâu. Nay may là 50 tuổi mất rồi. Không biết chừng đây chính là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời của cô đó Phòng Sáu à. Chắc là vậy. Không phải chắc vậy mà là chắc chắn. Với chúng ta thời gian sắp cạn mất rồi đó. Nên cô hãy tỉnh táo lại đi. Tóc giả hay răng giả thì sao chứ. Cô đừng bỏ lỡ cơ hội giống như lần trước nữa có được không hả? Cô cũng hãy bỏ đi định kiến về ngoại hình nữa. Ông ấy trông giống Richard Ghi. Ai chứ? Người đàn ông đã cầu hôn tôi. Tôi không nghĩ cô là như vậy đó. Cô còn biết nói khoác nữa sao? Tôi không nói dối, là thật đó. Vừa có tiền lại vừa có sức khỏe, còn trông giống Richard Ghi nữa. Một người đàn ông như vậy tại sao lại phải đi cầu hôn cô kia chứ? Anh coi thường tôi quá. Ông ấy đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn nói tôi là mẫu hình lý tưởng của ông ấy. Ồ, lẽ nào người đàn ông đó bị bệnh tâm thần hả? Ôi trời, đúng là, nói với anh tôi đúng là đồ ngốc mà. Nè, chúng ta bây giờ mà còn đòi đũa móc mà chọc bông son à? Nếu như vậy, đây là người có điểm A cộng cộng rồi, cô nhất định phải nắm đó. Có vẻ như gia đình đó sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Cái này thì liên quan gì tới gia đình chứ? Chỉ cần ông ấy không thay lòng là được thôi. Nè, từ nãy tới giờ tôi thấy không đúng. Anh đừng gọi ông ấy nữa có được không? Tôi phải gọi kiểu gì đây? Gọi là chủ tịch đi. Không phải giám đốc mà là chủ tịch sao? Tôi đúng là không ngờ luôn đó. Cô đúng là có tật nói khoác thật mà. Chà. Được rồi, cũng không mất cái gì hết. Nên tôi sẽ gọi theo ý cô. Hãy giới thiệu cho tôi gặp chủ tịch đi. Đàn ông
Nhìn đàn ông thì sẽ chuẩn hơn nhiều đó. Tôi sẽ xem thật kỹ càng cho cô. Được rồi, được rồi, được rồi. Lỡ như giống lần trước là một tên lừa gạt tiền của cô thì chúng ta phải làm sao đi chứ? Tôi chẳng còn tiền để gạt. Đừng quan tâm đến chuyện người khác. Anh đi ngủ đi. Trời, là do cô ấy khơi chuyện trước mà. Giờ lại bảo mình đừng quan tâm tới. Thật là buồn cười quá đó. Dù thế nào thì bây giờ cũng đã đến lúc mình phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa rồi. Nếu anh biết người đàn ông cầu hôn tôi là ngài Na Quang San thì anh sẽ ghen tị chết luôn đó. Mới đây mà chỉ còn có 3 ngày, sao thời gian lại trôi nhanh như vậy?